Hello, John. Hello, Hoàng Trần. Chưa ngủ sao? Thế là phải chưa ngủ sao? Tự nhiên hút thuốc nhiều quá họp ạ. Chào chúc nha quý vị. Hy vọng làn sóng đây nó good. Chào mọi người. Hiện tại bây giờ là giờ California là 5:07 buổi chiều. Cái mùa hè thì giờ California với Arizona nó cùng giờ, nhưng mà mùa đông á thì nó nói là khác giờ. Tức là mùa đông thì nó đổi giờ, tức là mùa đông thì giờ. Nếu mà cái giờ mùa đông á thì bây giờ giờ California hình như là 14 giờ ha. Arizona nó vẫn chữ Arizona nó không có đổi giờ. Mùa đông mùa hè gì đó nó cũng giữ y cái giờ vậy là 5 giờ. Tại có lẽ là cái Arizona nó không ảnh hưởng bởi cái tức là daytime, tức là ánh sáng mặt trời đó, nó không có tối sớm hoặc là tối sớm hoặc là sau đó đó, nên nó giữ y vậy. Hello quý vị, tôi đọc cho quý vị bây giờ, trong khi chờ đợi tôi đọc cho quý vị cái bài hát Đức Nước của tác giả Phạm Minh Tuấn. Cái lời bài hát có như những cái lời như thế này: Đức nước tôi thong thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tìm con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Đức nước tôi, đức nước tôi, đức nước tôi, từ thuở còn nằm nôi, sáng trăng bão giông chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lam lũ thương lụy tre làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn huyền cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi thong thả giọt đàn bầu, nghe chịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiệm con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi, sáng trăng bão giông chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, tạo từng chống thủy như những câu hò lắng trong tiếng sáo, đêm lại giặc dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều, dầu no dầu đói, ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Xin thưa quý vị, quý anh chị, cái bài hát đó là cái lời bài hát mà vừa rồi, như hôm qua ha, hay là sáng ngày gì đó, tôi có treo lên một cái bài hát được trích trong cái YouTube của nhà báo Nguyễn Phương Hồng. Thì cái bài hát đó thì đưa lên cái hình ảnh ca sĩ Phượng Mai, tức là vợ của nhà báo, tức là nhà báo kiêm đạo diễn, tại vì ông ta treo lên là ông đạo diễn, Trương Nhật Phong đưa lên. Thì chắc có lẽ quý vị nghe rồi cái bài hát này là bài hát gì. Đó là một cái bài hát đỏ, nhạc đỏ. Đó là một cái bài hát tuyên truyền, phải không? Nhìn theo cái phương diện là cái người chống cộng thì đó là một cái bài hát tuyên truyền cho cộng sản, một cái bài hát đỏ. Thì bởi vậy khi mà cái qua cái clip vừa rồi, cái status vừa rồi tôi treo lên á, thì trong đó bà ca sĩ Phượng Mai là vợ của nhà báo Trần Nhật Phong có hát, và cái hậu cảnh á, tức là có biên đạo, tức là những cái người giải phóng quân, những cái người mặc đồ bộ đội, mặc đồ ba đen, rồi trong đó tức là họ múa những cái vũ điệu mà có thể là đang chiến đấu vân vân. Thì từ đó cho chúng ta hát một biết được đó là cái nhạc gì. Và phải nói rằng là cái giọng, tại vì cái giọng của bà ca sĩ
Phương Mai hát rất là hay, trình diễn rất là đạt, rất là hay. Chứng tỏ rằng bài hát đó có một cái sự tập dượt. Cái bài đó có một cái sự tập dượt ở Mỹ qua đạo diễn Trần Nhật Phong. Trước khi bà ta vội vã về Sài Gòn để trình diễn, thì qua cái cuốn cái livestream vừa rồi của nhà báo Nguyễn Phương Hồng á, vừa mới treo lên cách đây mấy tiếng đó, thì ông ta có nói rằng là ông ta có kể, có nói rằng là cái hôm đó là cái hôm mà tức là bà Phương Mai mới đầu xin về nhưng mà bên phía Việt Nam vẫn chưa đồng ý. Sau cuối cùng Trần Nhật Phong liên hệ với những cái cán bộ bên Việt Nam thế nào đó, rồi ông thứ trưởng ông Sơn thứ trưởng hoặc là cái nhân vật nào đó, có nghĩa rằng là có liên quan đến vấn đề ngoại giao hay là cái vấn đề gì ở trong Việt Nam thì cho phép. Thì bởi vậy bà ta đi lên phi trường rất là gấp, tức là đến giờ thứ 25, 24, 25 gì đó bà ta mới kịp về Sài Gòn. Tức là khi mà về thì đó lúc đó là tổng hợp, trước khi trình diễn là tổng hợp, thì bà từ phi trường về bà vẫn còn kéo cái vali đi vào ở trong hậu trường mà. Cái hôm đó là ông Ngô Kỳ là một cái nhà chống cộng. Mà ông Ngô Kỳ thì ai cũng biết rồi, là ông ta lúc nào cũng tuyên bố rằng là ông là pháp bất vị thân. Có nghĩa rằng là ba ông, bố mẹ ông, anh em ông là cộng sản thì ông cũng chém, ông cũng sẽ nói ra, đúng không? Ngô Kỳ từ trước đến giờ như vậy. Thậm chí một cái người nào chưa có một cái sự liên hệ gì, tức là trực tiếp, chỉ có gián tiếp với nhà nước Việt Nam, với cộng sản thôi, thì ông đã đưa lên cái đoạn đầu đài rồi. Trong khi ông là cái người mà chở bà ca sĩ Phương Mai về để trình diễn. Có nghĩa rằng là tất cả những cái sự liên hệ cũng, nhưng mà là ông lại im lặng. Chúng ta thấy ông ta im lặng thì chúng ta sẽ đặt dấu hỏi, ok? Đặc biệt là những người chống cộng, những cái người chống cộng ở ngay Little Sài Gòn, quý vị hãy đặt dấu hỏi tại vì sao ông Ngô Kỳ là một cái người như thế, đã từng tuyên bố là pháp bất vị thân, nhưng mà ông lại có một cái sự liên hệ, thậm chí ông là tiếp tay. Tôi nói trên cái phương diện ok là chống cộng đấy, nhìn ok cái bối cảnh đó trên cái phương diện của những cái người chống cộng đấy, thì ông là một cái người tiếp tay cho những cái Việt Kiều, gọi là Việt Kiều yêu nước, Việt Kiều thân cộng, về hát những cái bài hát tuyên truyền cho cộng sản Việt Nam, đúng không? Đó, ông tiếp tay rõ ràng, ông chở bà Phương Mai về, và bất cứ những cái gì ok liên hệ đến Trần Nhật Phong và bà Phương Mai ông ta đều biết. Cái sự cố này nó xảy ra từ năm 1912 mà đến hôm nay ông Ngô Kỳ vẫn rất là thân mật, tức là đồng điệu, đồng sàng với ông Trần Nhật Phong nữa là khác. Ông ta đâu có hó hé gì đâu. Thế bởi vậy những cái lời ông Ngô Kỳ nói rằng là pháp bất vị thân, cái điều đó có đúng hay không, hay là ok ông chỉ nói cho lấy có, đến lúc nào mà ok ông chỉ đánh, muốn đánh một cái người nào đó, lên án một cái người nào đó, thì ông bắt đầu ông đưa ra những cái lời sáo ngữ như thế, pháp bất vị thân, ok, ông là đại diện quốc gia, ông chống cộng tuyệt đối. Nhưng mà sự thật qua cái vấn đề ông có chống cộng tuyệt đối hay không, đó là cái vấn đề. Tôi phải nói rằng là tôi ngày hôm nay tự nhiên là tôi rất là vui, tôi rất là vui quý vị, tại vì tôi lên tiếng mấy cái livestream rồi, thì cho tôi mở cái mình cũng học Ngô Kỳ nói có sắp mất có chứng. Thì nói có sắp mất có chứng quý vị. Ok, trước mặt tôi, tại vì tôi dùng hai cái phone, trước mặt tôi đang mở ra cái một cái fan trang Facebook của tôi. Thì tôi có treo cái tôi, một cái người bạn của tôi thì gửi cho tôi một cái câu, tức là một cái status ngắn của bên kia từ cái Facebook của ông Trần Nhật Phong. Thì ông ta lại viết rằng tội nghiệp cho bò đỏ và những cúm cù của bò đỏ, trình độ lý luận không đủ thì bắt đầu đem gia đình vợ con của người khác ra để đe dọa. Có lẽ giáo dục của cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ dốt nát thiếu giáo dục nên không bao giờ hiểu được nền văn hóa tốt đẹp của miền Nam. Ông ta viết tiếp rằng là oan có đầu nợ có chủ, hữu thể cung tử bất động thê nhi, về nói bố mẹ dạy dỗ lại cho biết cách chơi rồi hãy ra giang hồ nhé. Hai, yes.
tôi đọc được cái trái này tôi mừng. Tại vì tôi đang muốn, ok, những cái con, tôi nói lên, tôi muốn những cái con rắn đó nó đưa cái đầu lên. Và con rắn Trực Nhật Phong đã lòi đầu ra. Yes, tôi hẹn. Nhưng mà tôi livestream, tôi dám nói thật, chỉ danh thật là Trực Nhật Phong. À, trong khi tôi biết là Trực Nhật Phong muốn ám chỉ tôi cái điều này, hoặc là ám chỉ một người nào đó, có dám nói tên tôi hay không? Tôi nói có mục đích cho tôi nói, tôi đâu sợ. Mặc dù tôi biết là ok, vậy nói ông Trực Nhật Phong có một cái số rất là chatter, tung hô đáng kể, nhưng mà tôi nhìn cái đám người đó tôi chả sợ. Tôi với tôi những cái người đó bị lừa qua cái miệng lưỡi, mà cái miệng lưỡi gian xảo của Trực Nhật Phong mà thôi. Bởi vậy tôi cũng sợ cái đám đông mà ok, cái đám đông mà cái số mà like của Trần Nhật Phong đó, à, để mà ok phản đối lại tôi cũng sợ. Một mình vấn đề gì mà nó quan trọng là tôi nói thật hay là nói dối hoặc là bịa đặt ra. Chứ còn một mình tôi vẫn nói. Cái quan trọng là cái điều tôi nói sự thật thì một mình tôi vẫn nói. Tôi không sợ bất cứ người nào cả. Ok, cái câu này á, thì ông Trần, tôi nói rằng là ông Trần Nhật Phong lại đưa banh cho tôi đá. Căn cứ vào những cái lời của ông Trần Nhật Phong á, ok, ông nói rằng là tội nghiệp cho bò đỏ và những cấm cù của bò đỏ. Khi trình độ lý luận không đủ thì bắt đầu đem gia đình, vợ con và người khác ra đe dọa. Có lẽ giáo dục của Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ dốt nát thiếu giáo dục, nên không bao giờ hiểu được nền văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Ok, cái nền giáo dục tôi không hiểu là ok, ông đó là ông Trần Nhật Phong. Nếu mà ông Trần Nhật Phong có thể là sinh năm 1968 thì lúc đó tính thời điểm năm 1975 thì ông Trần Nhật Phong được mấy tuổi, học lớp mấy? Đó, năm 75 thì ông chắc có được là ông được mấy tuổi quý vị? 4-5 tuổi hả? Đó, sinh năm 1968 cho năm trừ 1975 thì được mấy tuổi? Thì bộ ông học cái là ok, cái thời gian ông lúc đó ông học tiểu học, cái ông thấm nhuần cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Mà lúc nào cũng lấy cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa để mà chế bai người khác là sao? Chưa nói rằng là ông dùng cái chữ bò đỏ, ok, ám chỉ tất cả mọi người, nhưng mà sự thật ông là bò đỏ. Phải nói là cái miền Nam California này á, từ rất là lâu, từ đầu thập năm 1990 thì đối với trong mắt họ, Trần Nhật Phong á, là người thân cộng. Người thân cộng. Chưa bao giờ có một cái việc làm gì đó nó liên quan đến, ok, liên quan đến cho cái tập thể gọi là người Việt tị nạn cộng sản ở miền Nam California cả. Ông Trần Nhật Phong đi đến đâu thì người ta lơ. Ông rất là thân cộng. Mà ông thông cần rất là rõ ràng. Cái đó tôi nói tôi cũng phải là tôi chụp mũ, nhưng rất là rõ ràng. Từ cái thân cộng đó rồi ok, ông ta làm việc ok với việc Ripley à, rồi làm việc với Ripley, rồi bắt đầu ông ta ok làm ăn với bên tòa đại sứ Việt Nam, nhận tiền cả chục ngàn đô la để làm những cái clip liên quan đến là ok vấn đề Trường Sa, nhận đến 10 ngàn. Và trong 10.000 đó, ông ta có chia cho ông Ngô Kỳ 1.500. Tại vì ông Ngô Kỳ có giúp cho ông ta. Ông Ngô Kỳ có giúp cho ông ta làm một số việc gì đó liên quan đến cái phim gì đó về Trường Sa của ông làm. Tức là ông làm mướn lấy tiền của tòa đại sứ đó. Ông Ngô Kỳ biết điều đó và ông ta nhận tiền. Thì tự hỏi chúng ta thấy là Ngô Kỳ sao? Ông Ngô Kỳ là người chống cộng cương quyết lắm mà. Pháp bất vị thân, mà tại vì sao là ok lại gián tiếp. Tức là ok, lấy tiền làm việc với Trần Nhật Phong để mà lấy tiền mướn 1.500 đô la. Vậy Ngô Kỳ là ai quý vị? Đó, Ngô Kỳ là ai? Tôi mong rằng ông Ngô Kỳ ok, đừng có trốn tránh cái vụ này. Can đảm nói lên, trả lời đi. Trả lời tôi cái vụ này. Ngày hôm nay có rất là nhiều người vẫn còn những cái người bằng chứng ở đó. Đó thì rồi sau đó ok,
ông Trần Nhật Phong được không cho, nhưng mà ông ta có đề nghị, ông ta có kiến nghị sau đó với bên phía Cộng sản Việt Nam để đưa tiền cho ông 200.000 đô la, cái giá 200.000 đô la, để ông làm một cái chương trình gì đó, có thể là một cái đài hoặc tờ báo, có tờ báo. Tức là người Việt ở bên này ông nhận tiền để ông làm ở Little Sài Gòn này, trong khi Little Sài Gòn này là một cái vùng đất mà những cái vị dân cử từ ông Trần Thái Văn cho những cái vị kế tiếp sau này, họ ra những cái nghị quyết là không chấp nhận cộng sản, hoặc là không welcome, tức là okay, bất cứ một cái người cộng sản nào trong này á, thì họ là biểu tình chống đối rất là mạnh liệt. Mà ông Trần Nhật Phong đã có ý đồ mặc cả với bên phía Cộng sản Việt Nam để nhận tiền 200.000 đô la để làm. Nhưng mà có lẽ là từ đó rồi ông ta muốn dùng cái vợ của ông ta là bà Phượng Mai để tập cho vợ ông ta, đạo diễn cho vợ ông ta, chọn lựa những cái bài hát nức lòng, những cái bài hát nhạc đỏ, thấy không, hay nhất để về trình diễn. Tại vì không thể bà Phượng Mai không có thể tự nhiên về Sài Gòn cái đêm tổng duyệt cái là cái hát cái bài đó ngon lành, mà phải có một cái sự tập duyệt kỳ càng trước khi về Mỹ, thấy không? Qua cái sự đạo diễn của ông Trần Nhật Phong. Có phải chăng ông Trần Nhật Phong ok đưa vợ ông là bà Phượng Mai về hát những cái bài nhạc đỏ để lấy lòng bên Việt Nam, để Việt Nam đưa tiền, tức là lấy điểm á, để Việt Nam đưa tiền. Nhưng có lẽ là ok, những cái người cộng sản họ cũng biết cái tư cách và thái độ của ông Trần Nhật Phong là thuộc hàng người gì, có dùng được hay không, có chữ tín hay không, ở đâu cũng vậy. Khi người ta dùng người, người ta cũng phải tìm cái người đó, cái thằng đó là người như thế nào. Nó họ nói hay, chưa chắc người ta dùng. Có thể là bên tòa đại sứ của Việt Nam họ biết được cái tư chất của Trần Nhật Phong. Nên họ không có tin, họ không tin vào ông được. Thì từ đó, ok, Trần Nhật Phong lại mất cái mối ăn bờ đó. Thử hỏi, thời gian đó nếu mà bên phía Cộng sản Việt Nam đồng ý cung cấp 200 ngàn cho Trần Nhật Phong để làm một cái chương trình và một cái đài gì đó, thì ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay Trần Nhật Phong đã khác rồi. Ngày hôm nay Trần Nhật Phong đã on air hoặc có những cái bài viết ăn rồi chửi rủa cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, trong đó có những cái vị dân cử như là Trần Thế Văn hay là Trà Đức Tý, vân vân và vân vân, ở ngay trên vùng Lido Sài Gòn. Chưa hết quý vị, đó cái vấn đề mà cái Trần Phục Phong là nói trong này, nói rằng là bò đỏ. Bò đỏ tức là nói đến văn hóa Việt Nam Cộng Hòa và bò đỏ, đây là có thể là ám chỉ tôi. Tôi không ngại cái điều đó, tại vì tôi công khai mà. Tôi là cái người công khai, tôi về Việt Nam tôi thấy ok, vấn đề kinh tế Việt Nam càng đang phát triển, tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ Việt Nam ok phát triển kinh tế, để cho người dân càng ngày càng khá giả hơn, càng sung túc hơn. Cho tôi đâu có làm rất lén lúc lúc, tôi ủng hộ. Tôi nói rất là rõ. Nếu ủng hộ vấn đề kinh tế có ok là cho Việt Nam á, thì đó là cộng sản, thì ok, thì cứ chập mũ. Rồi bắt đầu cái câu là oan có đầu nợ có chủ, hữu thể quân tử bất động thê nhi. Cái câu đó rất là hay, câu hay. Rồi cái câu trình độ lý luận không đủ thì bắt đầu đem gia đình vợ con của người khác ra để đe dọa. Có lẽ giáo dục của Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ sự dốt nát thiếu giáo dục. Tôi nghĩ cái câu này á, là ông Trần Nhật Phong đang chửi những cái người gọi là nhân sĩ người Việt tị nạn cộng sản ở Little Sài Gòn đó chứ. Tại vì tôi nhớ gần đây trong một cái chương trình ok livestream, bà Thanh Hiền ok, cái vị đó cho đợi đợi cho tôi chú ha. Cái chương trình gần đây á, là bà Thanh Hiền á, với là ông Thuần Phan. Nghe ông Ngô Kỳ giới thiệu, tôi không biết, tôi không quan tâm những người đó nên tôi không biết chức vụ người ta. Mà vừa rồi cái clip ông Ngô Kỳ giới thiệu ông ta là chủ tịch cộng đồng, tức là nói cho chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Cái bà Thanh Hiền thì ok, bà có vào nhiều bài vế lắm. Thì lại đưa cái vấn đề vợ con của ông Tài Độ ra để mà đấu tố. Họ theo cái phe phái của Tạ Đức Trí, ok, Kimberly Hồ,
và ok với là ông ung lượng mạnh trí, binh vực những cái người đó, ok chạy tới nhà của Trần Nhật Phong làm một cái chương trình lôi vợ con nào nữa, ok thằng này tại độ là cái gì từng đã thế này với vợ cũ rồi ly dị vân vân và vân vân, đó là gì, ok đó cái câu nói của Trần Nhật Phong á, ok nói khi tôi nói đụng đến vợ của ông ta là bà vợ của ông ta, tại bây giờ ok Trần Nhật Phong lại lấy, tức là Trần Nhật Phong nhổ đi và liếm lại, Trần Nhật Phong đã nhổ đi và liếm lại cái điều đó. Nói tôi ok khi đem gia đình vợ con của người khác để ra đe dọa, tức là đó là giáo dục của cộng sản, thấy không, cho Việt Nam Cộng Hòa không có vậy. Thì vừa rồi cái chương trình mà đưa cái vợ con của cá nhân ông Tài Đồ ra thì sao quý vị, cái người đó người Việt quốc gia, vậy cái người Việt quốc gia đó ok họ không có cái văn hóa người Việt Nam Cộng Hòa, và trong đó có Trần Nhật Phong đúng không, tức là họ học cái văn hóa Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà họ quăng đi hết rồi, bỏ đi để phế bỏ rồi, và họ đang dùng cái văn hóa của Cộng sản Việt Nam để mà ứng xử với nhau. Thế bởi vậy những cái câu mà Trần Nhật Phong đưa lên đây có phải là nhổ đi liếm lại không? Lý luận Trần Nhật Phong trong này, Trần Nhật Phong có treo là khi trình độ lý luận không đủ. Yes, có thể tôi cá nhân tôi không lý luận không Trần Nhật Phong, tại vì tôi không có xảo ngôn. Quý vị nên nhớ vấn đề xảo ngôn và lý luận là vấn đề nó khác. Cái lý luận là phải công nhận cái sự trung thực, cái gì ra cái đó, có những cái bằng chứng bằng sự thật hàng ngoài. Còn cái xạo ngôn thì tôi thua, tôi thú thật là tôi thua, tôi không bằng Trần Nhật Phong. Mà phải nói là cái buồn cười rằng á, tôi muốn nói rằng là cái buồn cười ở đây á, đối với tôi Trần Nhật Phong, Ngô Kỳ á, là ok, tôi đã nhìn thấy rồi. Ngô Kỳ dùng cái chữ ok, dùng cái chữ sáng lại cho đúng ra, tôi dùng cái chữ ok Trần Nhật Phong với Ngô Kỳ là những cái con sáng lại của cái cộng đồng người Việt ở đây. Không phải bây giờ mà đã khá lâu rồi. Nhìn qua tư cách, như là Ngô Kỳ phải nhìn qua tư cách của hắn ta, rồi nhìn qua cái trách nhiệm của hắn ta suốt nhiều chục năm qua, xem thử là hắn có trách nhiệm với cá nhân hắn hay không. Thì đủ biết nó thuộc loại gì. Một người mà không có trách nhiệm với cá nhân mình đó, thì là gì? Nó còn tệ hơn một con sáng lại đó. Cái chữ sáng lại là tôi mượn cái chữ của Ngô Kỳ tôi nói lại đó. Tôi là một cái người bình thường, tôi nhìn tôi thấy, tôi thấy rõ vấn đề nữa là khác. Cá nhân ok Trần Nhật Phong là cái một người thân cộng đó. Là một cái người thân cộng từ rất lâu đó. Từ đầu thập niên 1990 cho đến bây giờ, chắc chắn rằng những cái tên nghị viên từ ông Trần Thái Văn, bà Janet Nguyễn, ông Andrew Đỗ, rồi cái đám Tạ Đức Trí, Tyler Diệp, ok, Kimberly Hồ, hoặc là ok Tạ Đức Trí, biết rất là rõ, biết rất là rõ, không? Nhưng mà tại vì sao là họ cấu kết với Trần Nhật Phong với Ngô Kỳ? Tại sao họ vẫn cấu kết? Tại sao họ nuôi dưỡng? Cái chữ tôi dùng cấu kết và nuôi dưỡng nó đúng. Quá bằng chứng rằng là nếu Trần Nhật Phong làm một nhà báo thì tìm tới những cái người đó để mà phỏng vấn như những nhà báo khác. Nhưng mà họ nuôi dưỡng là khác để đó. Khi có chuyện gì cần cái ok, sắp đến tới nhà Trần Nhật Phong. Ông luật sư Lân, đúng không? Ông đâu có cần phải tới đó tìm ông chứ. Tại vì ông đó có liên quan gì đến ok vấn đề và ấy là ông, cái việc ông làm là cái việc nó liên quan đến giáo dục của học khu Garden Road. Chứ không có liên quan gì đến cái thố Westminster cả. Nhưng mà ông cũng dùng ba tức lưỡi của ông ta để binh vực đồng bọn tìm tới nhà, sắp đít tới nhà Trần Nhật Phong. Rồi cái phe nhóm đó sắp đít tới nhà Trần Nhật Phong là một, ở một cái Mobi Home ở đường Westminster. Tôi có tới một lần, okay. Tôi đã tới đó một lần đó. Tức là họ dùng, tức là họ đang nuôi những cái người đó để khi dùng đến, dùng những cái người đó để đánh phá.
nói về cái đám thì nói rằng là ok, nói về cái, tôi dùng chữ cái đám dân cử, xin lỗi, cái đám này trong trong ngọc cát nha. Đó, khi tôi nói cái đám thì quý vị biết ai rồi, thì phải nói đến là cái con đầu đàn là Trần Thái Văn. Và tiếp đó ok, Trần Thái Văn, tiếp đó là những cái hầu duệ của Trần Thái Văn sau này, là cái lớp đàn em đó sau này. Phải nói rằng là với tôi nhìn vào vấn đề, tôi thấy là Trần Thái Văn rất là khôn khéo. Sắp tới cái nhiệm kỳ tới là ông Angelo chức vụ là bên giám sát viên, cái chức vụ đó còn béo bổ lắm. Trước đây bà Janet Nguyễn làm, rồi ông Angelo là cái người làm phụ tá cho ông ta, tức là lính đó, làm thuê cho bà Janet Nguyễn. Thì sau đó đã đảo, tức là ok, sau đó là ông Angelo chửi bà Janet Nguyễn, kéo bè có phải, chửi bà Janet Nguyễn, từng là nhân viên ha. Rồi ok, chửi ha. Rồi chửi bà Janet Nguyễn. À, thì bây giờ ok, chắc ông ta ngẫm nghĩa đến một cái có thể kỳ đấy này, tại vì ông Angelo chỉ có làm hai nhiệm kỳ thôi, thì ông ta ok phải không có được ứng cử cái chức vụ đó tiếp. Thì tôi nghĩ là ông Trái Thái Văn đã có cái ý định ứng cử vào chức vụ đó, mà ông ta khôn, tức là ông Trần Thái Văn thì mang lành, tại vì ông lên tiếng, tức là ông vẫn còn cái tiếng thơm, tức là ông đang đứng đằng sau để ủng hộ cái nhóm bá vơ, cái nhóm mà ok phải nói rằng là đi ngược lại cái vấn đề dân chủ, nghị viên ở một cái đất nước dân chủ nhưng mà đi ngược lại cái vấn đề dân chủ, đó là Tạ Đức Trí, Campiglio, ok, rồi ok Nguyễn Mạnh Trí, rồi trong đó có sự phụ trợ của luật sư Nguyễn Quốc Lân, rồi kể cả Andy Quách, quý vị, Andy Quách, ông ta cực giống như phò, nhưng mà sự thật ông ta lại có ý đồ muốn tay này, những cái tay này mang tiếng là sao? Tại vì những cái người đó, lớp đàn em mình mang tiếng thì cuối cùng chỉ còn mình là cái người ok sáng giá, tức là lợi dụng, tức là đứng đằng sau ủng hộ đàn em nhưng mà lại có ý đồ mang đàn em mình mang tiếng, càng nhiều càng tốt, bị chửi càng nhiều càng tốt, chỉ có một mình Trần Thái Văn là một cái người sáng giá nhất trong đám đó. Đó thuộc chính trị là vậy đó. Đạo đức chính trị là vậy đó. Đạo đức thì chờ xem, biết không? Bởi vậy, cái livestream này tôi muốn nhắn gửi đến, ok, cái băng đảng nghị viên gốc Việt từ ông Trần Thái Văn, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Andy Quách, ok, Tạ Đức Trí, Campiglio và ông Nguyễn Mạnh Chi rằng, ngày nào quý vị càng, ok, thông đồng với những cái thành phần thân cộng, ok, những cái thành phần thổ tả, những cái con sáng lại, đó là Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong, thì tôi càng lên tiếng, và tôi tin chắc rằng ok sẽ có nhiều người lên tiếng nữa, như nhiều người thầm lặng cho tôi lên tiếng. Quý vị thấy rồi, ok, Trần Nhật Phong là một cái con người mà phải nói rằng là nói xạo không có biết nháy mắt. Ai cũng biết rõ Trần Nhật Phong là con người như vậy rồi. Cá nhân tôi tôn trọng lắm. Tôi tôn trọng tất cả những cái quyết định cá nhân của mọi người. Họ có một cái sự lựa chọn riêng. Tôi thích hay không thích nhưng mà tôi rất là tôn trọng. Trước đây ok, tôi thừa biết Trần Nhật Phong là ai nhưng mà ok, tôi vẫn gặp. Nếu mà có gặp nói chuyện, có đi ăn uống cà phê, ok, thậm chí mở nhà hàng tôi vẫn đến ủng hộ đôi ba lần đó. Mở nhà hàng có thời gian, mở nhà hàng tôi vẫn chạy tới ủng hộ. Tôi dẹp bỏ những cái ok, tôi chơi với ai ok, tôi không có nhìn cái xấu của họ, ok, thì kệ, một người một tính mà, biết không, ok, thông cảm cho họ. Nhưng ngày hôm nay tôi cũng thông cảm được cái người mình nó đã vấy bừng như vậy rồi. Thì bây giờ ok, giống như đội lốt, làm như không ai biết đó. Lên bo bo cái miệng, ta là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, ta là quốc gia, treo cờ vàng lên cho ngồi chệm chệ phê phán hết cái này, đưa fake news lên, ok, đưa những cái tin mà ok theo cái ý mình fake news không đúng sự thật lên, rồi ok, rồi là tạo bè phái để mà đánh đấm người này, đánh đấm người nọ. Đối với tôi, những cái thành phần đó là những thành phần phá rối, phá làng, phá xóm, cần phải lên tiếng.
Tôi có treo cái bài viết. Tôi có mới treo đó quý vị, trước khi tôi livestream. Tựa đề tôi ghi là hãy đọc lại bài viết này để biết thêm vấn đề tôi sắp chia sẻ. Đó là cái bài viết của Trần Nhật Phong về ông Hoàng Kiều và nền văn hóa bệnh hoạn. Ông Hoàng Kiều và nền văn hóa bệnh hoạn. Đó, được đăng bởi Dương Làm Báo. Khi tôi treo cái nổi tôi xin lỗi ông Hoàng Kiều. Tại vì tôi đưa ra vấn đề không có gì phải nhằm để mà bôi nhỏ. Nhưng mà tôi nói đến vấn đề, tôi muốn nói đến vấn đề ok liên quan đến Trần Nhật Phong. Cái người mà ông đã từng lên tiếng. Tôi treo lên để cho mọi người thấy được cái bản chất của Trần Nhật Phong. Với cái tựa đề Hoàng Kiều và nền văn hóa bình hòa, quý vị thấy thế nào? Đối với tôi, đối với cá nhân tôi, và tôi nghĩ là ví dụ người, nếu một cái người nào lớn tuổi mà lấy được vợ trẻ, đó là may mắn, đó là phước đức chứ, đúng không? Đó là phước đức. Chẳng gì người lấy vợ trẻ. Người Tây Phương mà có, và trước đây người Việt Nam mà có rất là nhiều. Mà hơn nữa đó là cái tình cảm riêng tư của người ta. Thì dùng ba tức lưỡi của mình để phê phán. Phê phán, ok, phê phán cho đã, lại quên nhìn lại mình. Quên nhìn lại mình. Nếu tôi căn cứ vào cái bài viết này thì tôi nói rằng alo, ok, tôi cho rằng tại vì khi viết một cái bài viết gì đưa ra công cộng thì ok, người khen kẻ chê đó là cái chuyện bình thường. Thấy không? Phê phán ok, đưa cái vấn đề văn hóa ra là nói ông Hoàng Kiều là bệnh hoạn thế này thế nọ. Nhưng mà đối với tôi là may mắn thì tôi ok, căn cứ vào cái này tôi lại lên án, tôi lại đưa cái trường hợp của người viết cái bài này ra. Đó. Tôi đưa bài viết này ra thì tôi cho rằng Trần Nhật Phong là một cái người kém may mắn. Không có may mắn. Kém may mắn. Đúng không? Thanh niên trai trẻ, tài cán. Tại vì sao hốt lái máy bay bà già? Đó. Lái máy bay bà già đó. Thì sao? Tôi nói vậy thì sao? Có lẽ khi tôi nói vậy, nếu mà tôi nói vậy thì Trần Nhật Phong nói rằng là tôi đang dùng cái văn hóa cộng sản cái gì. Chứ không phải văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Tức là nói người ta phê phán người ta, nhưng mà ok khi người ta phản đối, cùng chống phản đối mà ok nói ngược lại. Mà ngược lại, nói ngược lại đâu có sai đâu. Thì lại nảy lên giống như địa phải vôi. Cho rằng đó là bò đỏ. Cho rằng là bò đỏ, cái chuyện không có liên quan đến gì đỏ đen cả, đỏ vàng đỏ cả. Thì cho rằng là người ta bò đỏ. Có nghĩa rằng là Trần Nhật Phong có nghĩa rằng là chắc có lẽ là anh ta muốn rằng cho anh ta là một cái tiếng nói chung cộng, tức là ghê gớm lắm, cộng sản phải sợ. Nên ok, những cái người cộng sản họ lại dùng những cái người như cá nhân tôi và những cái người khác để mà lôi ra cá nhân của Trần Nhật Phong, để mà đè đi cái tiếng nói của Trần Nhật Phong, làm hại cho cái tiền đồ chống cộng của người Việt quốc gia hay gọi. Chắc có lẽ anh ta nghĩ như vậy, đúng không? Đừng cường điệu quá Trần Nhật Phong. Đừng tự vỗ ngực, hãy nhìn lại chính mình đi. Okay. Mình là một cái thằng người như thế nào? Giỏi giang. Giỏi giang đi với đâu, làm với ai thì người ta có không welcome. Đã từng mò qua bên kia, làm việc, qua cái làm thuê cho đào cái chỗ thằng Hải Lê. Thì nó đâu có mướn đâu. Rồi mò qua bà Thảo, bà Hoàng Diệt Thảo, là bà chủ tờ báo Sài Gòn nhỏ trước đây. Bà có mướn hay không? Mò về lại Cali kiếm cơm. Mò về lại Cali kiếm cơm thì liên hệ biết bao nhiêu cái chương trình truyền thông khác. Trong đó có cái chương trình của cô Ngọc, bên Ngọc Nữ. Thì họ có mướn hay không? Họ không mướn. Tại vì sao họ không mướn? Họ thừa biết Trần Nhật Phong là loại đá cá lăng dưa, xạo ngôn, sớm đổi tối đạp. Họ thừa biết cái tư chất, cái con người của Trần Nhật Phong như thế nào. Nên không có ai thuê mướn cả, không ai cộng tác lâu dài được cả. Nếu mà giỏi thì ok, có nhiều cái chương trình họ mời rồi, đúng không? Thậm chí có nhiều người Việt Nam mới qua. Phải nói rằng là tài cán và kinh nghiệm, cái sự quen biết, chưa quen thuộc với cái nền báo chí, gọi là cái nền báo chí của Lido Sài Gòn. Nhưng mà họ có việc làm. Họ có tờ báo này mời làm, tờ báo kia mời làm. Nhưng mà Trần Nhật Phong á, ok, cứ vỗ ngực ta, đây là những cái nhà báo kỳ cựu ở đây, giỏi giang, lý luận hay, nhưng mà có ai mời hay không? Nhìn lại mình đi, tỉnh lại đi Trần Nhật Phong.
trong quá khứ Trần Nhật Phong đã chửi biết bao nhiêu nhà báo rồi. Họ coi thường, họ khinh, họ không nói thôi. Chứ không phải là họ sợ đâu. Muốn phản biện lại thôi, cứ công khai viết ra những cái điều ok trị dân đích danh tôi đi. Đừng có nói như vậy. Tôi mong cái điều đó. Bởi vậy tôi nói rằng là khi mà ok Trần Nhật Phong đưa ra cái điều này tôi mừng mà. Tôi nói rồi mẹ, mình là muốn mấy đứa mày khêu khêu cho rắn nó ló đầu ra khỏi hang thì nó ló rồi. Tôi còn trông mong mô kỳ ló ra những cái vấn đề tôi đã và đang đưa ra nữa. Khi tôi đưa ra cái vấn đề gì đó tôi cũng có sợ cái gì. Tôi mong mọi quý vị ló đầu ra nữa là khác. Và tôi càng mừng nữa là khác. Một cái bài hát, ok, được đạo diễn. Mọi người thấy, ai cũng chụp mũ, vợ chồng ông nhà báo là Nguyễn Phương Hồng là cộng sản. Thấy không? Và ông Nguyễn Phương Hồng là cái người được mời về trước đây. Chị Hằng là cái người được chọn bài, gửi bài về để tham gia cái chương trình văn nghệ đó. Nhưng mà chị đó chọn cái bài gì quý vị? Một cái bài tình ca. Thấy không? Cái bài tình ca có nghĩa rằng là cái chương trình đó họ không có yêu cầu hoặc là họ không có áp đặt ai phải hát một cái bài nào cả. Mà ăn thua mình lựa chọn và họ trân trọng cái sự lựa chọn đó. Chứ họ đâu có đòi hỏi, ok chị Hằng, chị vợ nhà báo, tức là vợ nhà báo Nguyễn Phương Hồng phải hát một cái bài nhạc đỏ đâu. Qua đó cho chúng ta biết rằng là ok, cái bài hát nhạc đỏ đó là do sự dàn dựng của đạo diễn Trần Nhật Phong tập dượt cho vợ mình trước khi về Mỹ với cái mục đích về bên đó để lấy lòng nhà nước Việt Nam, với cái mưu cầu rằng là nhà nước Việt tạo cái niềm tin để nhà nước Việt Nam bung ra một cái số tiền để cho Trần Nhật Phong làm business ở bên này. Có thể đó là cái chương trình kinh tài cũng có, hoặc là một cái chương trình tuyên truyền qua cái nghị quyết 36 CP của chính phủ. Nhìn qua vấn đề là đủ biết chứ đâu có tôi không suy diễn. Tôi khuyên Trần Nhật Phong làm nhà báo thì làm nhà báo đạo đức và tử tế đi. Nghe. Ngày hôm nay tôi nói không có nghĩa rằng là không có tôi, nhiều người khác không nói. Tuổi đời Trần Nhật Phong vẫn còn sống lâu lắm. Nha. Còn sống ở ngay trên Little Sài Gòn này lâu lắm. Tu tịnh đi. Okay, tạo ra một cái đạo đức đi. Đừng có ok làm những cái chuyện thổ tả bè phái để dùng ba tức lưỡi để chửi người này, chửi người nọ theo phe phái để kiếm cơm. Hãy đói thì đói cho sợ. Trước tiên hãy làm một cái người tử tế, có đạo đức. Mình lỡ ok thế này rồi á thì đừng có trợ ngược như vậy. Nghe. Okay. Như là không ai biết. Không ai biết để khoác lên người một cái chiếc áo mà trên lớp cầu vàng. Vỗ ngực là chính nghĩa quốc gia. Ok, vỗ ngực là thành phần chống cộng từ xưa đến giờ. Tôi nghe ok, ai nghe họ tin, tôi thấy họ vỗ tay ầm ầm ào ào giữa đó, họ tán thưởng Trần Nhật Phong ghê gớm lắm. Nhưng mà tôi khi mà tôi đã từng nghe livestream tôi thấy nó rất là phản cảm. Trần Nhật Phong khoe khoang lắm, làm giống như là tất cả những cái nghị viên trước đây, từ ông Việt Dũng, từ cái tên Little Sài Gòn, từ những cái sự ấn cử của bà Janet Nguyễn, Trần Thái Văn, ông Andy Quách đều là có công của Trần Nhật Phong hết á. Bullshit. Thời gian đó Trần Nhật Phong không có mó bàn đi đến cộng đồng đâu. Cũng giống như là cái vấn đề á, rồi bào chữa, tham gia cái bào chữa khi mà ta mà tham gia vào viết lách với là cái tờ Việt Weekly. Trần Nhật Phong còn nói rằng là tức là ý Trần Nhật Phong muốn nói là ok, Trần Nhật Phong đã thấy tụi kia là không có muốn vào tham gia rồi. Nhưng mà lúc đó là thằng em nha, Trần Nhật Phong lúc nào cũng dùng á, trước đây cũng Janet Nguyễn vậy đó, em cũng nhỏ em này, nồi nói chuyện với tôi lúc nào cũng khoe khoang là Janet Nguyễn là giống như anh em đứa em vậy đó, muốn gọi cú phone là bắt lên là mẹ gọi cho bà thượng nghị sĩ liền. Ngồi ở quán cà phê I Planet cho đâu, trong đó tôi có một vài ba người bạn lấy xe với tôi còn nghe mà.
tức là lúc nào cũng khoe khoang là ok, giống như là có cái công lao, hoặc là Trần Nhật Phong là một cái tay viết kỳ cựu là theo lập trường quốc gia lắm. Nên bây giờ ok, thậm chí là những cái đứa em bây giờ nó đứng cử làm thượng nghị sĩ đó vậy á. Ok, lúc nào nó về đây là mà cũng anh Phong hết á. Anh Phong mà cần cái gì gọi là lúc nào nó bắt phone hết á. Giống như vừa rồi ok. Đó, Trần Nhật Phong là đấy đó. Nào là việc dùng là coi giống như một người bạn. Còn người nào lớn thì kêu là người anh, thân mật lắm. Sự thật những cái người đó trước đây đâu có, họ đâu có gần với Trần Nhật Phong đâu. Nhất là gần đây Trần Nhật Phong đó, ok, lại muốn người khác, ok, không đưa vấn đề ra, tại vì trong cái mắt của những cái người chấm cộng vào đây, tờ Việt Weekly là một cái tờ báo thân cộng, nên Trần Nhật Phong lại nói lỡ ra. Tại lúc đó là muốn giúp thằng em, tại vì lúc đó có tụi em mấy đứa nhỏ là Trần Thái Văn muốn đưa ra, là Trần Thái Văn bàn bạc, giống như Trần Thái Văn đến bàn bạc với là Trần Nhật Phong nữa mới góp, tức là nhờ vả à. Để rồi bắt đầu là muốn là đưa Andy Quách ra ứng cử thị trưởng, rồi bắt đầu lúc đó cái tờ báo Việt Weekly là cái tờ báo mà anh em luôn đưa ra những cái vấn đề nó có liên quan đến đến mặt trái và mặt phải của những cái người hoạt động xã hội, trong đó có những cái nghị viên người Việt ở đây. Thì ok, những cái người như là Trần Thế Văn nhờ Trần Nhật Phong đến liên hệ với những cái nhóm đó để thôi đừng có viết những cái bài không có lợi cho Andy Quách nữa. Nhưng mà tại vì Trường Trường là cái tay họa sĩ đó, Trường nói rằng là Trường với vụ gì đó đại khái tôi nhớ vậy đó, thì nói rằng ok muốn như vậy thì Trường Nhật Phong phải về phải về cộng tác. Trong cái câu đó có hàm ý rồi ok, rằng có lẽ là anh em ở bảo Việt Weekly là họ trọng tài của Trần Nhật Phong, nên nếu mà ok yêu cầu họ đừng có viết những cái gì đụng đến Andy Quách đó, để cho Andy Quách không bị mang tiếng để ứng cử vào cái chức thị trưởng thành phố Westminster đó, thì Trần Nhật Phong phải về làm một cái cây viết cho báo Việt Weekly. Trong cái điều đó khi mà Trần Nhật Phong chia sẻ cũng có cái hàm ý đó. Nhưng mà sự thật đó là ok, những cái xạo ngôn của Trần Nhật Phong thôi. Thậm chí tôi nghĩ ngược nữa là khác, thậm chí ok Trần Nhật Phong viết những cái tờ báo đó để xin viết để kiếm tiền nữa là khác. Đó là ý Trần Nhật Phong còn nói rằng á, thời gian đó Trần Nhật Phong gần gũi và có những cái bài viết với tờ Việt Weekly đó thì chẳng qua là vì kiểu giống như là hy sinh đó, làm dê tế thần hy sinh, chịu mang tiếng, chịu ngồi với anh em Việt Weekly để mang tiếng là thân cộng, cái tờ báo đã đang làm việc cho tờ báo mà thân cộng để giúp cho Andy Quách là chính. Một cái thằng xạo ngôn như vậy, trong khi mình ok mình ngồi mình nghe mọi người thấy vỗ tay rầm rầm ầm ầm ào ào biết không, mà tôi nghĩ người khác, tại vì mình biết quá rõ cái con người và bản chất từ xưa đến giờ của Trần Nhật Phong thì làm sao tôi vỗ tay được. Sự thật tôi đã rất là ngứa qua những cái livestream trước đây rồi. Nếu mà nó không có động đến nó, mà phải nói là nó không có là ok là cái công cụ dơ giấy của cái băng đảng nghị viên cái của Trần Thái Văn đó, của bố già đó, trong đó có Tạ Đức Trí á, để đưa ông nghị viên tài đổ ra mà phải nói là phê phán đấu tố một cách dơ giấy như vậy, bẩn thỉu như vậy, thì tôi đã không lên tiếng. Tôi nói thật với quý vị như vậy, tôi biết rõ, nhưng mà tại vì sao từ xưa đến giờ tôi không lên tiếng, mặc dù tôi nhìn nó chia sẻ nói trên đó và tôi rất là ngứa, nhưng mà tôi không nói. Tôi nói thôi không động chạm đến mình, tôi không nói. Nhưng mà vừa rồi tôi thấy là cái vấn đề mà đưa ông Đại Độ Trí Tài lên mà làm giống như một cái cuộc đấu tố lôi kéo đồng hương vào ok, làm những cái chuyện rất là thổ tả, nó phải nói là rất là bẩn thỉu, thì tôi mới ngứa, tôi mới nói đó. Chứ tôi đâu có quen biết vì ông Tài Đồ đâu. Tôi là cư dân của thành phố Garden Grove. Tôi không có sự liên hệ gì đến những cái cư dân ở cái thành phố Westminster hết. Đó. Mà tôi thấy ông Tài Đồ ok, có thể là trong cái vấn đề ông Tài Đồ là một cái người đồ cây nóng tính hay là sao thẳng tính. Những người thẳng tính thì thường thường họ thường nói ra những cái câu vấp. Nhưng mà trong đó tôi đọc thấy được cái tư chất và cái tư cách của ông Tài Đồ. Có thể rằng là qua trên 20 năm làm việc cho cảnh sát á, họ đào tạo cho một cái người phải nói lúc nào cũng chí công và vô tư, rất là thẳng thắn, một là một, hai là hai, như là một người lính vậy đó.
nên ông ta là thiểu số. Ông ta là dù mới làm, thay vì nhiều người Việt Nam khác từ trên đến giờ, thì khi họ vào làm thì họ lại dựa vào những người đi trước. Nhưng ông tài độ thì ông không có dựa. Thì đó là nói đến cái bản lận của ông ta rồi. Và ông ta biết rằng là ông ta không có dựa vào cái đám băng đảng ba tên đó, thì ông ta sẽ bị thiệt thòi. Ông ta biết cái điều đó chứ phải không biết. Nhưng mà ông ta cũng nói, đó là cái sự can đảm. Đối với tôi rất là đáng phục, đối với tôi rất là đáng trân trọng. Rồi chụp mũ lôi kéo ông ta đủ đều. Như là ông ta cố tình là ok, làm cái thành phố Garden Grove, Westminster là đổi thành thành phố Hồ Chí Minh. Chứ mấy những cái người này ok, sự thật là họ ấu trĩ. Thì họ cứ tưởng tượng là người cộng sản cộng ấu trĩ như họ đó. Nếu mà người cộng sản nào ok, nó mua chuộc hoặc nó cài cấy được một cái nhân vật như ông Tài Độ, thì nó ngu gì nó đưa ra cái nghị trình muốn đổi cái thành phố Westminster theo thành cái thành phố là thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá khứ ok, những người cộng sản họ đã cày cái biết bao nhiêu những cái nhân vật trong từ vào trong Bộ Quốc phòng, trong phủ tổng thống. Và những cái người ok, những người đó họ làm việc dưới lăng kính của những cái người khác, là một cái người Việt quốc gia, thấy không? Cho nên họ đâu có lòi ra là cái bên vực cộng sản đâu. Thì bởi vậy những cái người đó họ có thể là họ ấu trĩ hoặc là không ấu trĩ, thì họ không có một cái lý do gì, tức là họ không có một cái bằng chứng gì để mà chụp mũ ông Tài Độ bằng cách ok chụp mũ cái kiểu con nít như vậy. Một người cộng sản mà lọt vào làm nghị viên trong đó, họ chả giải gì làm những cái chuyện đó. Tại vì khi họ làm thì họ bị đá đảo ngay, nhiệm kỳ sau thì họ bất kế ngay. Bởi vậy tôi thấy cái chương trình phải nói là nó rất là ấu trĩ, rất là con nít. Nó rất là con nít. Mà lúc nào cái người nào lên ta, ok, thiếu cái chầu cờ Việt Nam Cộng Hòa này cũng chứ ơi thôi. Lúc nào lên cũng vụn người ta đây là người Việt quốc gia chân chính hết. Người nào chân chính cả. Hả? Từ xưa đến giờ 35 năm qua rồi tôi ở đây, người nào chân chính cả. Nhưng mà sự thật là ok, đại đa số là những cái tụi thổ tả, tụi côn đồ, chỉ biết phe phái đánh phá lẫn nhau. Mà đánh phá lẫn nhau thì đánh phá không được đi. Theo cái trò chơi dân chủ thì đánh phá làm sao cho nó văn minh, cho nó sạch sẽ một chút. Đánh phá rất là bừng thiểu, rất là bừng thiểu. Như là Trần Nhật Phong đó, lôi vợ con người ta ra, người ta lôi vợ con mình nó lại, thì nói rằng là ok là để viết lên cái status như vậy. Mày đụng đến vợ con người ta sao Trần Nhật Phong? Mày nhìn tìm lại, mày quên rồi à? Mày xem lại cái clip, ok, cái hôm livestream với mày với gì đó, hai nhân sĩ đóng trong một kép của cộng đồng đó, hai nhân sĩ người Việt quốc gia đó, là bà Thanh Hiền với cái ông gì đó, đó. Mày nói năng ngon lắm mà, đưa ra nào là cái vợ con ông Tài Độ thế này, ông đã thế này với vợ cũ rồi, ok, vợ cũ thế này ra tòa ly gì, thế này thế nọ, vân vân và vân vân. Mày có đưa vợ con người ta ra không Trần Nhật Phong? Trong khi mày ok, mày thổ tả như vậy, mày sáng lại như vậy á, thì người ta đưa ra cho công chúng ok, biết được cái bộ mặt thật của mình, đưa vợ con mày ra ok, thì mày lại ok dùng thế này ok là hèn, bây giờ bí đường không đánh nên lôi vợ con người khác ra. Tao nói thật Trần Nhật Phong, tao còn chăm chăm mày, mặc dù tao không có lý luận như mày, okay? Theo cái cội lý luận mà côn đồ như mày, tao thì tao không có, okay? Nhưng mà tao chỉ căn cứ vào tất cả những cái sự thật để tao lên nói thôi. Mày cứ ngon thì ok, làm những cái livestream, ok, nói thẳng. Hoặc là nếu mày nhờ một cái người nào đó làm một cái buổi gặp gỡ đấy, tao sẵn sàng tao đối chất với mày. Tao đưa ra từng phần một đó, để đối chất. Tao rất là sẵn sàng. Kể cả Ngô Kỳ, tôi cũng muốn nhắn cử dụng Ngô Kỳ luôn, ok. Những cái điều tôi đưa ra đó, ông là cái người lúc nào cũng vô ngực là pháp bất vị thân. Pháp bất vị thân thì tại sao ông bao che, ông lại chờ bà Phượng Mai, ok, lên phi trường Los Angeles
để kịp về hát một cái bài nhạc đó có tính cách tuyên truyền cho Việt Nam ở trong Việt Nam. Thứ nhất. Đó. Thứ hai, cái vấn đề nếu mà ông là một người quốc Việt quốc gia như ông nói là pháp bất vị thân, làng danh quốc cộng, thì tại vì sao ông lại hợp tác với Trần Nhật Phong để làm một công phim cho tòa lịch sử Việt Nam để ông nhận ngả tay nhận $1,500? Hai vấn đề này thôi. Cái vấn đề của ông tôi biết nhiều lắm, tôi nói thật, tôi biết rất là nhiều. Đối với tôi, ông nhưng mà chẳng có quốc gia mẹ gì cả, ông là một cái thằng thảo khẩu, cá nhân một cái người quốc gia gì mà xấu hổ vậy, quốc gia hết người rồi à? Một cái thằng con nít ở bên này á, nó mới xong học high school đó, đang học 11, 12, nó đã ra ngoài, nó biết đi làm, nó làm ngoài giờ, nó bán làm McDonald's, nó để đi kiếm những, hoặc là mùa hè nó đi làm, nó để kiếm những cái đồng tiền á, ok, nó xài để nó không ngần ngại tay xin bố mẹ nó. Còn ông 40 mấy năm qua, 44 năm qua, ông đã làm cái gì hay không? Thế vậy mà cứ vỗ ngực ta là người Việt quốc gia. Mấy cái người Việt quốc gia có thương người như ông vậy nên nó tàn lụi là phải rồi. Cái người Việt quốc gia mà có cái loại người sáng lại như ông ấy, thì cái quốc gia này ok, nó góc, cái quốc gia đó nó thua, nó chạy dài là phải rồi. Người Việt quốc gia gì mà ok, qua cái sự ok vấn đề ông sinh hoạt trên Facebook đó, ai nói khen ông thì ok, ai góp ý một công là ông chửi, ông block. Ông là một cái thằng độc tài, thích được khen, thích được ăn ngon mà lười đi làm, thích được ăn ngon mà lười đi làm, lười lao động để ăn bám. Tôi chưa muốn nói nhiều, nhìn trong cái lăng kính của cái cộng đồng đấy, tôi nghĩ ông chắc có lẽ ông là đang làm tay sai cho Việt Nam, chính quyền Việt Nam làm cái gì đó để phá rối cái cộng đồng này. Tại vì 44 qua một cái 44 năm, ok, là một cái thời gian rất là dài, gần nửa thế kỷ. Cá nhân chúng tôi, cá nhân tôi và rất là nhiều người đi làm đấy, nhưng mà vẫn thiếu hụt. Nhưng mà ông lại không thiếu hụt, ông không có đi làm mà không thiếu hụt. Thì không có hiểu thời gian, ok, hơn 40 năm qua cái tiền đâu ông ăn. Tôi nghĩ rằng là ông có một cái thế lực nào đó để cung cấp tiền bạc cho ông, để ông ok ăn rồi ông đi phá làng phá xóm, ông quậy phá dưới cái vỏ bọc đó là cái người Việt quốc gia, dưới cái vỏ bọc là Trung Cộng. Tôi mong rằng ok, những người trong cộng đồng nên đặt dấu hỏi với cá nhân ông Ngô Kỳ và Trần Nhật Phong khi họ đã và đang khoác cái chiếc áo gọi là quốc gia Trung Cộng của quý vị. Những cái điều mà tôi đã nêu ra, ok, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái livestream này, và tôi sẽ còn tiếp tục nói về những cái vấn đề lùm xùm này, nói về Trần Nhật Phong, nói về Ngô Kỷ, nói về bà Trần Thanh Hiền, nói về ông Thuần, nói về ông Luật sư Lân, nói về ông Vạn, Trần Thế Văn, Andrew Đỗ, tức là cái bọn băng đảng nghị viên gốc Việt ở Little Sài Gòn. Tôi sẽ còn tiếp tục nói. Cho đến lúc nào mà bọn đó ok, đừng có thông đồng với nhau, thông đồng băng đảng với nhau để mà làm những cái trò dơ giấy và bực thiểu ở cái vùng Little Sài Gòn này. Tôi sẽ nói dài, tại vì cái chủ trương với tôi á, ok, tôi giống như là mưa dầm vậy đó. Mưa dầm thì nó sẽ thấm đất, tôi nói đi nó mãi. Và tôi đang tìm kiếm, ok, những cái phương tiện tốt hơn, lan rộng hơn để tôi nói. Lan rộng hơn. Vừa rồi tôi treo đó. Tôi không có mục đích, ok, livestream để, ok, kiếm một cái income nào hết. Nhưng mà tôi có thể, tôi vừa rồi tôi order một cái mix đó. $200, 199, thiếu một cent nữa là $200. Do một cái người em giới thiệu, cái mix đó nói chuyện rất là ấy. Thì tôi cũng ưa thiếu, tôi nói mình nói sao ít lắm là cái giọng nói mình phải oan, ok, nó phải cái giọng nói mình nó phải hoành tráng, ít nhất là phải như là cái đài TV của CNN vậy, biết không? Để như vậy mà đánh giặc nó mới đã, biết không? Chứ còn những cái phone như cái này rồi vậy, ok, nó nghe cái giọng nó nhào lắm, biết không? Và tôi đang sắm những cái phương tiện đó, tôi đang tìm kiếm.
có thể nay mai tôi set up được, tôi sẽ mướn giờ. Nếu mà radio ở Little Sài Gòn có cái chương trình nào đó mà được cái giờ thì tôi có thể mua giờ một tuần mà bao nhiêu tiếng nữa tôi sẽ rẻ, nếu mà ok có một cái người anh em nào đồng thuận với tôi à, cùng chung cái chí hướng của tôi thì chúng tôi sẽ on air nói đến vấn đề này, chứ không phải là ok nói đến livestream này. Tôi có ý định là ok sẽ nói trên cái phương tiện radio 106.3 FM hay là 1140 AM ở cái vùng Little Sài Gòn này. Tôi mong rằng những cái tiếng nói của tôi, nếu quý anh chị em nào ở Little Sài Gòn, nếu đồng tâm với tôi thì có thể chúng ta gặp nhau để bàn bạc để những cái vấn đề trong tương lai, đó là chúng ta làm một cái chương trình radio có thể đặt vội vã là nói là những cái tiếng nói của người Việt thân là sống ở Little Sài Gòn. Chúng ta nói lên cái sự thật, không có phè phái, nói lên cái sự thật cả những cái vấn đề mà ok, nhất là những cái vấn đề các vị dân cư đã làm chụp cái niềm tin của đồng bào như thế nào, hoặc là bất cứ một cái nhân sĩ đã được trong một cách đã phè phái với nhau như thế nào. Ok, xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ ha.